bí ngô nha bà con. Bí ngô là nó rất tốt bà con, không nhận không, nó rất tốt và nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà không phải ai ăn cũng được, bởi vì nó tốt, nhưng mà những người có bệnh ở đây là không nên ăn, để bệnh chúng ta mau lành, mau bớt, mau khỏi nha bà con. Đó là những người đang mắc bệnh đau dạ dày, tiêu chảy, táo bón, bụng yếu, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng là vui lòng đừng ăn bí ngô, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Thì những người này đừng ăn bí ngô nha bà con. Những người có bệnh đau dạ dày, tiêu chảy, táo bón, bụng yếu, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, vui lòng đừng ăn bí ngô, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Còn ngoài ra là nó tốt cho những người ăn bí ngô được là những người tiểu đường, huyết áp cao đó, và đồng thời nó hỗ trợ cho tiêu hóa, cải thiện việc sức khỏe đường ruột, nó hạ huyết áp, tăng cường miễn dịch, cảm lạnh, cảm cúm, nguy cơ ung thư, viêm não, tính ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, mắt tốt, giảm cân cho tim mạch, da, tóc, móng tốt quá ha. Nếu như ta ăn cá loại nấu canh khác, nhưng một tuần ăn không quá 3 lần. Nấu ăn, nấu cá bí ngô nè, nấu ăn như các loại nấu bình thường của canh khác, nhưng ăn một tuần không quá 3 lần. Ta cứ nấu sao, các cái loại bí kia mình nấu sao thì này nấu vậy, nhưng mà ăn không quá 3 lần trong một tuần. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, vui, trẻ, khỏe, đẹp, nào nào. Xin chào.